Xin chào cô chú và anh chị mình yêu thích mai vàng trên cả nước. Hôm nay thì em làm video chia sẻ với anh chị về cái cách á mình chăm sóc cho những cây mai chơi Tết ở trong giai đoạn tháng 9 năm lịch nè. Những việc mà mình cần phải làm và không nên làm, cùng với cái cách em sử dụng phân thuốc ở vườn á để cái phần nụ của cây mai mình có thể phát triển được tốt nhất có thể, tới chừng mà cô chú anh chị lãi lá để chơi bông Tết nè, cái phần bông của mình cũng nở được chất lượng nhất có thể luôn nha. Bữa nay là mình cũng đầu tháng 9 âm lịch rồi, từ đây tới ngày mình lấy lá để chơi bông Tết nó cũng không có còn bao lâu hết anh chị. Thường thì mỗi năm tới tháng này nè là cây mai của mình nụ nó lên rất là đều, rất là nhiều luôn. Nhưng mà đặc biệt năm nay nè, do mình bị ảnh hưởng bởi bão á, mưa rất là nhiều luôn. Bắt đầu từ hồi mình tạo nụ tới nay á, thời tiết mưa rất là nhiều luôn, cho nên năm nay cũng có một số anh chị làm nụ mà nó lên không có được nhiều, cũng không có được đều nè. Cái này nó cũng rất là bình thường luôn anh chị. Ở ngay tại vườn của em nè, rồi những cái nhà vườn ở gần địa phương của em cũng vậy luôn. Năm nay nụ nó lên không có được đều bằng những năm trước, mà nụ nó cũng không có được chất lượng bằng những năm trước nữa. Do cái thời tiết của mình mưa dầm nhiều quá đó, ngày nắng rất là ít luôn. Trong khi cây mai mình thì nó chịu thời tiết là nắng ấm hơn, nắng ấm thì nó phát triển tốt hơn, mà mưa nhiều quá nó phát triển cũng hơi sượng chút đó anh chị. Nhưng mà cũng không sao, bữa nay mình cũng mới có đầu tháng 9 âm lịch à. Miễn sao cây mai của anh chị bây giờ nó có nụ kim rồi nè, thì mình chỉ việc nuôi cho cái phần nụ này nó lớn lên, cái phần nụ kim nó chuyển hóa thành nụ bông thì mình vẫn có thể chơi Tết kịp bình thường nha. Nói chung thì phân nuôi nụ chủ yếu là những loại phân có hàm lượng lân cao á anh chị. Anh chị có thể sử dụng những loại phân như là 10, 60, 10 nè, 11, 55, 10, hoặc là những loại lân đơn á như là lân xi măng, lân xám, lân đen, mình đều có thể sử dụng hết nha. Nuôi nụ cho cây mai thì chủ yếu mình sử dụng những loại phân mà có hàm lượng lân cao thôi anh chị. Còn riêng ở vườn của em thì năm nay nuôi nụ em sử dụng cái 10-60-10 để tưới dưới phần gốc nè. Còn xịt ở trên vàng tàn vàng lá thì em dùng cái siêu lân TT89 với lại cái 10-60-10TE. Cái 10-60-10 mình tưới dưới phần gốc này nè, nó là phân hóa học NPK, hàm lượng đạm của nó là 10%, lân là 60 và kali là 10%. Cái hàm lượng lân rất là cao luôn, cực kỳ thích hợp cho cái giai đoạn mình tạo nụ và nuôi nụ cho cây mai á anh chị. Nhưng mà cô chú anh chị cũng lưu ý nha, cái 10-60-10 này nè, nó là phân hóa học NPK, nó chỉ là phân thôi. Để nó đạt được cái hiệu quả tốt nhất á, mình phải có chất dẫn cho nó. Anh chị có thể kết hợp thêm những cái loại dưỡng rễ như là NPM nè, hoặc là humic, hay là siêu lân kẽm. Nói chung những cái loại phân hóa học NPK á, nó không có kén dưỡng rễ, mình cộng với loại nào cũng được hết trơn á. Nếu cô chú anh chị mình có cộng thêm dưỡng rễ á, thì cái khả năng hấp thu của cây mai sẽ được tốt hơn, nó nuôi nụ, làm nụ cũng sẽ tốt hơn nữa. Một bịch 10-60-10 như vậy nè, trọng lượng của nó là 250g, mình sẽ pha với lại 200 lít nước và tưới dưới phần gốc, nó cũng tương đương 1,25g mình pha với lại 1 lít nước đó anh chị. Còn hai cái gói siêu lân TT89 với lại cái 10-60-10TE này nè, mỗi một bịch thì mình sẽ pha với lại 20 lít nước và xịt ở trên vàng tàn á. Nhưng mà cái này mình không có cộng chung lại nha anh chị. Cái đợt đầu tiên thì em xịt cái siêu lân TT89 tầm khoảng 7 ngày cho tới 10 ngày sau thì em xịt cái 10-60-10TE. Hai cái này thì mình không có cộng chung nha. Cô chú anh chị mình xem video mà có nhu cầu sử dụng cái bộ combo này nè, có thể liên hệ với em qua số điện thoại mà em để trên màn hình nha. Hiện tại em đang bán một bộ combo nuôi nụ và tạo nụ cho cây mai. Nó bao gồm một bịch phân hóa học NPK 10-60-10 tưới dưới phần gốc và hai bịch để mình xịt ở trên vàng tàn là siêu lân TT89 và 10-60-10TE. Hiện tại em đang bán một bộ combo này là 140.000. Cô chú anh chị mình xem video á, nếu mà có nhu cầu sử dụng có thể liên hệ với em qua số điện thoại mà em để trên màn hình nha.
Bây giờ em cũng pha rồi tưới thực tế cho cô chú anh chị mình coi luôn nha. Đầu tiên là cái siêu lân TT89 với lại cái 10-60-10 TE nè. Hai cái này là mình xịt riêng nha anh chị. Mỗi một bịch thì mình sẽ pha với lại 20 lít nước rồi xịt ở trên vàng lá. Cách nhau tầm khoảng từ 7 ngày cho tới 10 ngày là mình xịt một lần. Còn cái 10-60-10, cái loại này là mình tưới dưới gốc. Anh chị có thể kết hợp mình cộng thêm với lại siêu lân kẽm UHA nè, hoặc là cái dưỡng rễ NPM đều được hết nha. Nói chung cái phân mà hóa học NPK nó không có kén dưỡng rễ anh chị, mình cộng với loại nào cũng được hết trơn á. Bữa nay thì em cộng với lại siêu lân kẽm UHA nha. Mà cô chú anh chị mình lưu ý á, nó bao gồm một bịch 10-60-10 mình tưới dưới gốc nè, rồi một bịch siêu lân TT89 với lại một bịch 10-60-10 TE, giá là 140 ngàn và em cũng bao phí ship cho cô chú anh chị mình là toàn quốc luôn. Rồi khi cô chú anh chị mình mua phân hoặc là thuốc xịt, nói chung anh chị mua phân thuốc của em á, lúc nào em cũng có tặng cho anh chị một cái cốc nhỏ giống như vậy nè. Bên hông của cái cốc này thì nó có để ml á. Cái cốc này thì mình chuyên dùng để đo, mình lường những cái loại phân, loại thuốc mà dạng nước đó anh chị, nó rất là chính xác luôn. Rồi bây giờ em cũng dùng cái cốc này nè. Em lường thử coi một cái cốc như vậy nó tầm khoảng bao nhiêu gram của 10-60-10. Một cái cốc như vậy thì mình sẽ pha với lại bao nhiêu lít nước nha. Đây, một cái cốc này thì nó tầm khoảng 25 gram anh chị. Một bịch 10-60-10 này á, trọng lượng của nó là 250 gram. Mình sẽ pha với lại 200 lít nước và tưới dưới phần gốc. Nó cũng tương đương là 1,25 gram. Mình sẽ pha cho 1 lít nước á. Mà một cái cốc này nè, nó tầm khoảng 25 gram của 10-60-10. Thì em sẽ pha với lại 20 lít nước nha. Rồi kết hợp với 10-60-10 á thì em sẽ tưới cho nó cái thằng siêu lân kẽm UHA. Một chai siêu lân kẽm UHA như vậy thì thể tích của nó là 1 lít. Cái phân 16-16-8 thì mình pha với lại 20 lít nước rồi nè. Thì cái thằng siêu lân kẽm mình tưới với 20 lít nước, em sẽ pha với lại 40 ml nha. Rồi tiếp theo em cũng chia sẻ với cô chú anh chị mình những việc mình cần làm và không nên làm cho cây mai chơi Tết ở thời điểm hiện tại nha. Cái đầu tiên anh chị là phần đọt của cây mai. Hiện tại là cây mai của anh chị nó đã có nụ kim rồi hay là nó chưa có nụ kim luôn. Cái đầu tiên nhất là mình không có cho cây mai đi đọt nữa anh chị. Tại vì cây mai của mình bây giờ nó đã có nụ kim rồi. Cái phần nụ nó đang cần một lượng dinh dưỡng rất là nhiều luôn để nuôi cho cái phần nụ này được lớn hơn. Cái phần nụ kim nó có thể chuyển hóa thành nụ bông á, thì nữa mình lấy lá cái nụ này nó mới nở ra được thành cái bông nè. Bây giờ anh chị để cái cây mai của mình nó còn đi đọt tiếp tục á, thì cái dinh dưỡng của cây mai nó vừa phải nuôi cho đọt nè, vừa phải nuôi cho nụ. Cái phần nụ của mình nó sẽ bị thiếu dinh dưỡng anh chị. Nó sẽ dẫn tới tình trạng cái phần nụ mai của mình bị lép. Một cái nụ có thể nó chỉ nở ra được tầm khoảng hai cái ba cái bông thôi à, hoặc là tệ hơn nữa anh chị lãi lá đó, cái nụ này nó không có nở bông được luôn, mà cái nụ này nó sẽ đi đọt đó. Cho nên cái giai đoạn này cái phần nụ mình nó đang cần một lượng dinh dưỡng rất là cao luôn. Cây mai mình nếu mà nó còn đi đọt á, anh chị tốt nhất mình nên cắt bỏ hết 100% đọt luôn, để cho cái phần gốc mai của mình nè, nó chỉ tập trung dinh dưỡng dồn vô nuôi cho phần nụ thôi, để cái nụ mai của mình chất lượng nhất có thể. Sau này anh chị lãi lá để chơi bông á, cái bông của mình nó cũng chất lượng nhất có thể luôn nha. Rồi cái thứ hai, cây mai mà cô chú anh chị mình chơi bông tết giống vậy nè, thì mình không có nên sử dụng thuốc dưỡng hay là kích thích sinh trưởng nữa nha.
cũng có nhiều cô chú anh chị mình gặp cái trường hợp tầm khoảng là tháng 9 nè, tháng 10, tháng 11 âm lịch, không biết sao cây mai của mình nó nở bông gió rất là nhiều luôn. Cái này rất có thể do cô chú anh chị còn sử dụng những loại thuốc dưỡng hoặc là thuốc kích thích sinh trưởng á, cây mai của mình nó sung quá, trong khi cái phần đọt thì hiện tại là nó đứng đọt hết trơn rồi. Bây giờ mình sử dụng kích thích sinh trưởng vô, nó đâu có đi đọt được đâu, thì toàn bộ cái dinh dưỡng này nó sẽ dồn vô cái phần nụ, trong khi cái phần nụ mai của mình bây giờ nó lớn mà nó còn non á, nó chưa có được cái lớp vỏ trấu dày để bảo vệ, mà nó gặp cái môi trường kích thích, chẳng hạn như anh chị xài thuốc dưỡng nè, xài kích thích sinh trưởng, hoặc là thời tiết mình bữa đó mưa xuống cái rồi nắng gực lên liền luôn, những cái phần nụ dốt này nè nó tiếp xúc với cái môi trường kích thích á, nó nở bông gió rất là nhiều luôn. Cho nên tốt nhất ở thời điểm hiện tại anh chị không có nên sử dụng kích thích sinh trưởng hoặc là thuốc dưỡng nữa nha. Còn đối với thuốc sâu, thuốc bọ trĩ thì mình vẫn sử dụng như bình thường nha anh chị. Kết hợp với lại những cái loại thuốc dưỡng nụ á, mình cũng có thể cộng thêm thuốc kiệp sáp hoặc là nhện đỏ để ngăn ngừa cho cây mai mình bị những con côn trùng hoặc là những loại bệnh ở giai đoạn cuối năm nó gây hại nha. Rồi còn những việc mà mình cần phải làm cho cây mai ở thời điểm hiện tại á, đó là anh chị phải cung cấp đầy đủ nước cho cây mai của mình nha. Tại vì bây giờ nó đã có nụ rồi, cái phơm tàn nó cũng rất là lớn luôn, nó cần một lượng nước rất là nhiều anh chị. Nó vừa phải nuôi cho cành nhánh nè, nuôi cho lá, nuôi cho đọt, bây giờ cây mai nó có nụ nữa, nó cần thêm nước để nuôi cho nụ, cần thêm một lượng dinh dưỡng nữa. Nếu mà cây mai của anh chị tưới bị hụt nước nha, mình để ý thấy tầm khoảng 2 ngày cho tới 3 ngày sau thôi, cái vàng lá cây mai mình nó héo queo à, có một số lá nó bị vàng nữa, thậm chí có lá nó bị rụng nữa, nó cũng làm cho cây mai bị nở bông gió rất là dữ luôn. Cho nên ở thời điểm hiện tại nè, cô chú anh chị bắt buộc là mình phải cung cấp đầy đủ nước cho cây mai mới được. Nó vừa phải nuôi cho cành nhánh, nuôi cho cái phơm tàn hiện tại, bây giờ cây mai nó có thêm nụ á, nó còn nuôi cho cái phần nụ nữa anh chị. Mà cây mai của mình nó đã có nụ rồi mà nó bị hụt nước cũng rất là nguy hiểm luôn. Một khi cây mai bị hụt nước nè, cành nhánh nó sẽ bị chai, cành nhánh chai thì cái phần nụ nó cũng chai luôn. Nụ cây mai chai rồi thì coi như mình đâu có lãi lá để chơi bông tết được đâu, coi như cây mai này nó hư luôn á. Mình phải cắt đơn rút cốt lại, nuôi lại cái phơm tàn chơi tết năm sau á anh chị. Từ đầu năm cho tới bây giờ mình chăm sóc cây mai là coi như bỏ luôn á, cái công mình mất hết luôn á. Cũng có nhiều cô chú anh chị mình ý y nha, hôm nay thời tiết mưa quá trời luôn, anh chị thấy mưa nhiều quá mình không có tưới nước cho cây mai. Thì ở đây anh chị cũng thấy nè, cây mai này của em là chơi bông tết, tuy là cái phơm tàn ở thời điểm hiện tại nó chưa có được kín lắm, mà anh chị cũng thấy á, cái tàn nó che bít hết cái chậu luôn rồi, cho dù mưa lớn tới cỡ nào nó cũng không có lọt xuống cái bầu mình được bao nhiêu nước hết trơn á. Nó cái vàng tàn anh chị nó chạt ra ngoài hết trơn à, cái lượng nước mưa mà thấm vô cái phần gốc mai của mình à, nó không có được bao nhiêu hết trơn á. Cũng có nhiều cô chú anh chị mình nghĩ như vậy á, mưa nhiều quá mình không có tưới nước cho cây mai, tầm khoảng chừng 3 ngày 5 ngày sau anh chị để ý thấy lại cây mai nó héo queo à, rồi cái phần bầu nó cũng khô queo luôn, là coi như cây mai nó bị chai cành, nó hư cây mai là mình phải chăm lại từ đầu á. Và đây cũng là cái cách chăm sóc cho cây mai chơi Tết của vườn em. Em cũng vừa chia sẻ với cô chú anh chị mình xong rồi. Em xin được kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị mình xem video á, nếu mà có câu hỏi nè, hoặc là cách xử lý nào tốt hơn, tối ưu hơn, thì cứ việc để lại bình luận ở phía bên dưới nha, để cho em cũng như là quý khán giả đang xem video á, mình cùng nhau tham khảo, thảo luận để đưa ra được một cái cách xử lý tối ưu nhất dành cho cây mai nè. Cô chú anh chị cũng đừng quên cho em xin một lượt đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ để ủng hộ em á, có động lực làm thêm những video khác chất lượng hơn, chia sẻ với anh chị về kinh nghiệm làm mai nè. Tạm biệt anh chị, chúc cô chú anh chị mình có một ngày làm việc vui vẻ.